Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Hôm nay thứ tư ngày 9 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đánh giá xếp loại chất lượng năm 2021 đối với các tập thể cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đánh giá xếp loại. Các địa phương siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, thực thi công vụ, phục vụ người dân và các tổ chức doanh nghiệp. Tận dụng thời điểm vàng đến hết ngày 13 tháng 2 để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện đưa học sinh trở lại học tập trực tiếp trong môi trường an toàn. Thanh niên Quảng Ninh sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đánh giá xếp loại chất lượng năm 2021 đối với các đảng bộ, Ban Thường vụ cấp ủy trực thuộc tỉnh, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, tập thể lãnh đạo quản lý các cơ quan tham mưu giúp việc và các đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Xếp loại năm 2021 đối với các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá xếp loại. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì. Tại hội nghị, các ý kiến đều thống nhất cao cho rằng, trong bối cảnh năm 2021 đối diện với nhiều khó khăn thách thức do các đợt bùng phát dịch COVID-19 với các biến chủng lây lan nhanh hơn, nguy hiểm hơn, các đảng bộ, ban thường vụ cấp ủy trực thuộc tỉnh, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, tập thể lãnh đạo quản lý các cơ quan tham mưu giúp việc và các đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền của ban thường vụ tỉnh ủy, cũng như cá nhân các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý đã luôn bám sát, thực hiện nghiêm túc, cụ thể hóa, sáng tạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, kết luận của Trung ương, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó tập trung ưu tiên cao nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác phòng chống dịch, tích cực chủ động, linh hoạt, thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, chăm lo bảo vệ sức khỏe nhân dân là trên hết trước hết. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy đoàn kết dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo. Lãnh đạo chỉ đạo có hiệu quả các biện pháp ổn định phát triển kinh tế, góp phần để tỉnh Quảng Ninh giữ vững đà tăng trưởng hai con số, đảm bảo an sinh phúc lợi xã hội và nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ vững chắc quốc phòng an ninh. Những kết quả hết sức toàn diện và nổi bật của tỉnh Quảng Ninh trong năm qua có sự đóng góp không nhỏ của các đảng bộ, ban thường vụ cấp ủy trực thuộc tỉnh, các tập thể lãnh đạo quản lý, các cơ quan tham mưu giúp việc và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh ủy. Trên cơ sở đó, ban thường vụ tỉnh ủy đã thảo luận, bỏ phiếu đánh giá xếp loại các tập thể cá nhân. Trong đó có 10 tập thể, 4 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 40 tập thể, 36 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ. Việc tiến hành đánh giá xếp loại chất lượng năm 2021 đối với các tập thể cá nhân thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được thực hiện theo đúng quy định số 132 ngày 8 tháng 3 năm 2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị. Hướng dẫn số 21 ngày 18 tháng 10 năm 2019 của Ban Tổ chức Trung ương và hướng dẫn số 02 ngày 5 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Việc đánh giá xếp loại chất lượng tập thể cá nhân đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đoàn kết thống nhất, trung thực, khách quan, toàn diện, công bằng, công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, trách nhiệm, gắn trách nhiệm cá nhân với tập thể. Người đứng đầu, cá nhân lãnh đạo quản lý được phân công phụ trách lĩnh vực địa bàn với kết quả hoạt động, hiệu quả công tác của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thành kiểm tra thực địa một số mô hình sản xuất nông nghiệp, công trình hạ tầng giao thông nông thôn, các thiết chế văn hóa giáo dục và đời sống nhân dân trên địa bàn các xã Đồng Lâm, Đồng Sơn và làm việc với thành phố Hạ Long về công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố. Ngoài 6 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và một xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tính đến cuối năm 2021, thành phố Hạ Long có thêm 2 xã Đồng Lâm, Đồng Sơn đã đạt đủ các tiêu chí chỉ tiêu nông thôn mới. Các xã Sơn Dương, Lê Lợi, Thống Nhất đạt đủ tiêu chí chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao. Thành phố đã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục chuyển đơn vị chức năng công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, đồng thời đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận thành phố Hạ Long hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thành phố Hạ Long tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Trước tháng 6 tới
phải hoàn thiện hồ sơ công nhận thành phố Hạ Long hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới để trình Trung ương thẩm định kịp tiến độ được công nhận trong năm 2022. Để nâng cao hơn nữa hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo phục vụ tốt nhất cho người dân và các tổ chức doanh nghiệp, các địa phương đã siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ công chức ngay từ những ngày đầu làm việc đầu tiên của năm mới. Đầu giờ làm việc buổi chiều tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Quang Trung, thành phố Uông Bí. Mặc dù công dân đến giao dịch không đông, nhưng lãnh đạo và cán bộ công chức phường vẫn đảm bảo giữ nguyên vị trí làm việc, tiếp đón, phục vụ. Tốc độ mà giải quyết công việc của các cán bộ ở Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung thì rất là nhanh gọn, thái độ thì rất là vui vẻ, tôi cảm thấy rất hài lòng. Còn tại thị xã Quảng Yên, cán bộ công chức viên chức tại Trung tâm Hành chính công và các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã phường đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo việc tiếp đón, giải quyết thủ tục hành chính kịp thời cho người dân và doanh nghiệp. Cán bộ công nhân viên trong Trung tâm Hành chính công đã làm việc hết sức là say sưa, nhiệt tình. Tôi thấy rất là vui bởi vì công việc đầu năm tôi đã thấy rất là hanh thông, thuận tiện. Bộ phận cán bộ công chức một cửa tại chỗ tôi thì hiện nay là có một đồng chí cán bộ công chức đang nghỉ ốm và một đồng chí công chức bộ phận địa chính thì cũng đang giải quyết công việc chuyên môn ở phòng chuyên môn. Ở đây thì khi có công việc thì các đồng chí cán bộ công chức cũng có mặt để giải quyết kịp thời. Còn đối với đồng chí công chức mà đang nghỉ ốm thì chúng tôi phân công cán bộ tư pháp và cán bộ văn phòng sẽ làm công việc thay cho đồng chí công chức đang nghỉ ốm. Để siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, ngay từ đầu năm 2022, cán bộ công chức viên chức làm việc tại các cơ quan đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh đều được quán triệt thực hiện nghiêm các quy định về thời giờ làm việc, không được để quá hạn hồ sơ hoặc là bỏ sót nhiệm vụ được phân công, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ nhân dân. Tỉnh và các địa phương cũng thường xuyên giám sát kỷ cương kỷ luật công chức hàng ngày của cán bộ công chức viên chức bằng nhiều hình thức. Nếu mà những cái trường hợp mà cán bộ công chức viên chức mà tự ý mà rời bỏ vị trí trong cái giờ mà làm việc tiếp công dân thì chúng tôi sẽ báo cáo với Ủy ban nhân dân thị xã để có những cái giải pháp kiên quyết xử lý những cái trường hợp vi phạm. Cùng với tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, các địa phương cũng đồng thời sắp xếp, bố trí vị trí làm việc hợp lý, đúng quy định để cán bộ công chức viên chức xử lý kịp thời các công việc phát sinh, phát huy sự gương mẫu và nêu cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân để mang tới chất lượng sự hài lòng đối với người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Năm 2021 vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, hoạt động sản xuất tiêu thụ gạch ngói trên địa bàn tỉnh vẫn đạt kết quả khả quan với sản lượng cả năm đạt 1,1 tỷ viên, hoàn thành kịch bản tăng trưởng đặt ra từ đầu năm. Qua đó đóng góp tích cực vào kết quả tăng trưởng chung của tỉnh cũng như đảm bảo việc làm ổn định cho hàng vạn lao động trên địa bàn. Trong những tháng đầu năm 2022, bên cạnh việc nhanh chóng ổn định sản xuất sau kỳ nghỉ Tết, hoạt động tiêu thụ của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này cũng đạt được những tín hiệu khả quan. Phản ánh tại tổ hợp công ty cổ phần gốm đất Việt. Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022, ngay trong những ngày đầu năm mới Nhâm Dần, tất cả các dây chuyền, công đoạn sản xuất của tổ hợp công ty cổ phần gốm đất Việt đều đi vào hoạt động ổn định với công suất đạt 100%. Gần 1.000 cán bộ công nhân đã quay trở lại làm việc với nhiệt độ sản xuất bình thường. Ngày 5 tháng 2 thì là cũng đã bắt đầu là khai xuân để mà trở lại các công tác sản xuất bình thường. Và tất cả các cán bộ công nhân thì đã quay trở lại sản xuất bình thường và hầu tất cả là đều đã 100% là cán bộ công nhân viên đã sản xuất. Và trong cả một thời gian Tết thì công tác phòng chống dịch cũng đã được công ty đặc biệt quan tâm. Đấy, công nhân mà nghỉ Tết sau khi trở lại thì cũng đã được test COVID để kiểm tra để trước khi vào nhà máy sản xuất. Không chỉ ổn định nhịp độ sản xuất ngay trong những ngày đầu, tháng đầu của năm 2022, hoạt động tiêu thụ của tổ hợp công ty cổ phần gốm đất Việt cũng có tín hiệu rất tích cực. Ngay trong ngày khai xuân bán hàng đầu tiên, đơn vị đã xuất trên 70 đơn hàng tiêu thụ với giá trị khoảng 3 tỷ đồng. Trong điều kiện vẫn đang chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, thì đây là tín hiệu rất tích cực để đơn vị có một năm sản xuất kinh doanh thành công. Chỉ tiêu năm 2022 đặt ra đấy, doanh thu trên 700 tỷ đồng, tức là tăng trưởng khoảng 10% so với năm 2021. Thu nhập cho người lao động là phấn đấu là bằng hoặc trên 15 triệu đồng trên người trên tháng. Thì năm nay là có tăng trưởng cả về nộp ngân sách
tăng trưởng về doanh thu, tăng trưởng về tiền lương và tăng hiệu quả cho nhà doanh nghiệp. Cùng với tổ hợp công ty cổ phần gốm đất Việt, các doanh nghiệp sản xuất gạch ngói trên địa bàn tỉnh đã đi vào hoạt động ổn định sau kỳ nghỉ Tết với sản lượng sản xuất tiêu thụ đều đạt được kết quả khả quan. Đồng thời, với việc tỉnh Quảng Ninh vẫn đang tiếp tục giữ được đà tăng trưởng ổn định và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, hàng loạt các dự án đầu tư hạ tầng trọng điểm từ nguồn vốn ngân sách và ngoài ngân sách trên địa bàn đang tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ. Năm 2022 dự báo sẽ là một năm thành công với ngành sản xuất gạch ngói, với tổng sản lượng cả năm dự kiến đạt gần 1,2 tỷ viên, góp phần để Quảng Ninh hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2022. Hôm nay, số ca mắc COVID-19 ghi nhận trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vẫn ở mức 3 con số, trong đó nhiều ca ghi nhận trong cộng đồng. Hôm nay, Quảng Ninh ghi nhận thêm 283 ca mắc mới COVID-19. Cụ thể, Hạ Long 88 ca, Cẩm Phả 39 ca, Đông Triều 30 ca, Uông Bí 29 ca, Móng Cái 27 ca, Quảng Yên 22 ca, Tiên Yên 22 ca, Vân Đồn 18 ca, Hải Hà 5 ca và Bình Liêu 3 ca. Tổng số ca mắc tính từ ngày 11 tháng 10 năm 2021 đến nay ghi nhận 14.188 ca. Số ca mắc ghi nhận trong ngày tiếp tục tăng cao so với các ngày trong Tết, đặc biệt cao tại các địa phương Hạ Long, Cẩm Phả, Đông Triều. Một số địa phương khác như Quảng Yên, Móng Cái, Tiên Yên, Vân Đồn tiếp tục ghi nhận số ca mắc tăng trong cộng đồng. Các huyện Bình Liêu, Hải Hà ghi nhận số ca mắc rải rác trong cộng đồng. Nhiều ca mắc trong cộng đồng là người từ tỉnh ngoài trở về Quảng Ninh sau Tết, công nhân, nhân viên và đặc biệt là học sinh thực hiện test nhanh tại nhà. Đây cũng là vấn đề đã được dự đoán trước và nhờ đó, các địa phương và ngành y tế cũng đã có sự chuẩn bị đầy đủ về năng lực phòng chống dịch cũng như giám sát điều trị F0. Dự báo, số ca mắc sẽ có nguy cơ tiếp tục tăng cao trong những ngày sắp tới sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khi công nhân đi làm và học sinh trở lại trường học. Trong ngày, Quảng Ninh ghi nhận 1.571 ca đang điều trị, 815 ca tại nhà, 318 ca tại khu cách ly tập trung và 438 ca tại cơ sở y tế, 3 ca chuyển nặng. Trong ngày ghi nhận thêm 2 ca tử vong, trong đó một bệnh nhân 95 tuổi có tiền sử tăng huyết áp mới tiêm một mũi vaccine, một bệnh nhân 78 tuổi sống thực vật sau tai biến mạch máu não 10 năm và chưa được tiêm phòng vaccine COVID-19. Như vậy, toàn tỉnh ghi nhận 14 ca tử vong, trong đó đáng lưu ý 12 trên 14 ca có bệnh lý nền nặng, 2 trên 14 ca không bệnh lý nền nhưng tuổi đã cao, 81 và 101 tuổi, 10 trên 14 ca chưa được tiêm vaccine. Theo phân tích đánh giá, tỷ lệ mắc COVID-19 được phát hiện tại Quảng Ninh là 1%, trong khi toàn quốc là 2,44%. Tỷ lệ tử vong toàn tỉnh là 0,098%, thấp hơn so với toàn quốc là 1,6%. Kết quả này có được là nhờ sự chủ động tích cực từ rất sớm của tỉnh trong việc bao phủ vaccine cho nhân dân. Tỷ lệ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại Quảng Ninh với người trên 18 tuổi được tiêm mũi 1 đạt 99,57%, tiêm mũi 2 đạt 96,09%, 3 mũi đạt 85%. Với trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, tiêm mũi 1 đạt 99,65%, mũi 2 đạt 96,91%. CDC Quảng Ninh khuyến cáo người dân cần đảm bảo thực hiện tốt 5K và tuân thủ tiêm chủng đầy đủ vaccine phòng COVID-19, đặc biệt người già, người có bệnh lý nền. Cân nhắc sử dụng các dịch vụ và hoạt động phải bỏ khẩu trang như đám cưới, liên hoan, quán nước, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch khi đến các chợ, siêu thị, cửa hàng, chủ động tự thực hiện test nhanh tại nhà, đặc biệt nếu có gặp gỡ tiếp xúc thường xuyên và giao lưu trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, gia đình có người thân ở xa về, người có triệu chứng. Đối với nhóm công nhân, người lao động tại các công ty doanh nghiệp, tiểu thương tại các chợ, địa phương cần rà soát yêu cầu cam kết tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, xét nghiệm sàng lọc định kỳ, giám sát chặt chẽ người từ các tỉnh thành có dịch trở về làm việc hoặc công tác tại các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là ở vùng 3 và vùng 4, không được chủ quan lơ là, luôn cập nhật tình hình dịch bệnh, chủ động khoanh vùng xử lý dịch gọn khi ghi nhận ca dương tính. Tăng cường phòng chống biến chủng Omicron, đặc biệt là lưu ý quản lý, giám sát người nhập cảnh về địa phương theo đúng quy định. Với mục tiêu bao phủ vaccine mũi 3, mũi tăng cường cho tất cả những người dân sống và làm việc trên địa bàn tỉnh, ngày sau Tết Nguyên đán, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tổ chức tiêm vét, tiêm bổ sung cho các trường hợp chưa đủ mũi, ghi nhận tại thành phố Hạ Long. Trường Tiểu học Chới, Trường Trung học Cơ sở Lý Tự Trọng, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, Trường Tiểu học Trung học Cơ sở Đoàn Thị Điểm là 4 điểm được thành phố Hạ Long tổ chức triển khai tiêm vét, tiêm bổ sung trên địa bàn thành phố. Ngay từ rất sớm đã có rất đông người dân đến tiêm chủng. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều ca mắc xuất hiện trong cộng đồng, việc được tiêm chủng đủ mũi có ý nghĩa hết sức quyết định
để tham gia các hoạt động kinh tế xã hội bình thường trở lại. Hôm nay tiêm mũi 3 xong thì cũng thấy phấn khởi. Bây giờ gì cho anh như thế này tiêm mũi 3 xong rồi bây giờ rất là yên tâm. Tôi nghĩ rằng mũi tiêm thứ 3 là cái mũi tiêm quyết định, giúp chúng ta có một cái nền tảng và cái nền sức đề kháng tốt hơn. Như vậy chúng ta có thể yên tâm mà gặp gỡ giao dịch và làm việc. Tôi xem TV thì thấy cái bệnh này, nó COVID này nó rất nguy hiểm. Nhất là những người mà có bệnh nền như tôi nó có bệnh nền. Thế là đã tiêm xong 2 mũi và mũi thứ 3 là ngày hôm nay. Trong ngày hôm nay, lượng người dân đến các điểm tiêm đông hơn khá nhiều so với dự kiến. Để đáp ứng nhu cầu của nhân dân, ban tổ chức tại các điểm tiêm cũng đã phải kéo dài thời gian tiêm, cũng như bổ sung thêm vaccine, thuốc và tư y tế. Hôm nay theo chương trình là theo dự kiến thì cái số lượng người tiêm đến với Cao Xanh đông hơn so với dự kiến. Đây là chúng tôi ban tổ chức buổi tiêm phòng phường Cao Xanh và các đồng chí y bác sĩ vẫn tiến hành tiêm cả buổi chiều, làm sao đáp ứng tuyệt đối công tác tiêm phòng cho toàn dân. Theo số liệu từ CDC Quảng Ninh, tỷ lệ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại Quảng Ninh với người trên 18 tuổi được tiêm một mũi đạt 99,57%, tiêm hai mũi đạt 96,09%, ba mũi đạt 85%. Với trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, tiêm một mũi đạt 99,65%, tiêm mũi 2 đạt 96,91%. Trong thời gian tới, các buổi tiêm vét, tiêm bổ sung vẫn tiếp tục được tăng cường triển khai, đảm bảo bao phủ vaccine cho nhân dân. Bà Chẽ hiện là một trong những địa phương có số ca mắc COVID-19 ít nhất trong tỉnh. Nhiều ngày không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng, nhưng không vì thế mà lơ là chủ quan, mất cảnh giác. Địa phương này đang tận dụng thời điểm vàng đến hết ngày 13 tháng 2 để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cần thiết đưa học sinh tiếp tục trở lại trường học tập trực tiếp trong môi trường an toàn. Những ngày qua, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Nam Sơn đã tập trung rà soát, chuẩn bị đầy đủ vật tư y tế phòng dịch theo quy định. Đồng thời, huy động toàn thể giáo viên, nhân viên tiến hành tổng vệ sinh, khử khuẩn trường lớp học và khu vực ăn ở bán trú của học sinh. Nhà trường cũng điều chỉnh kế hoạch tổ chức ăn ở bán trú cho học sinh theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt, phòng ngừa dịch bệnh. Trước đây thì để tổ chức công tác bán trú ở nhà trường thì các em học sinh có thể là cùng ăn trong một ca. Đấy thì hiện nay là chúng tôi phải chia ca ra. Ví dụ như là chia thành 2 ca, là một tốp là ăn trước, một tốp là ăn sau để đảm bảo cái khoảng cách và cũng tránh cái tình trạng là tập trung quá đông người. Còn lại đối với lại các bạn mà cái nền nếp ăn ở trên phòng bán trú thì cũng thực hiện là yêu cầu các bạn học sinh là mặc dù ở trong cùng phòng đấy, nhưng mà cũng phải thực hiện tốt các cái nguyên tắc 5K đấy, và đảm bảo khoảng cách rồi là các cái công tác khử khuẩn để mà tránh cái tình trạng là lây lan dịch bệnh ở trong một cái phòng ở bán trú. Đến thời điểm này, tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Ba Chẽ đã chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, vệ sinh trường lớp, đảm bảo theo các tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong trường học. Các trường chú trọng thực hiện tầm soát COVID-19 đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, nhất là những trường hợp ra khỏi địa bàn huyện và đến những vùng có nguy cơ trong thời gian gần đây hoặc tiếp xúc với người có yếu tố dịch tễ. Những cái trường hợp nào mà có những phụ huynh mà đi ra khỏi huyện hoặc là tỉnh thì yêu cầu là phải khai báo để nhà trường biết được, nắm được tình hình cụ thể, sau đó cho các em test COVID trước khi đến trường. Và trong ngày tuần đầu tiên thì nhà trường xây dựng kế hoạch tầm soát 100% khi các em đến trường, để đảm bảo nhà trường được sạch COVID. Bên cạnh đó, để đảm bảo tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần sau dịp nghỉ Tết, các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Ba Chẽ cũng triển khai nhiều giải pháp, trong đó cử giáo viên đến tận nhà vận động học sinh ra lớp. Mấy năm trước thì hai cháu học thì nó cũng không được đều đặn lắm, có hôm thì nghỉ, làm phiền đến các cô giáo, đến nhà nhắc nữa. Năm nay này, thì là nhận thức của các cháu nó rõ rệt hơn. Tôi rất cố gắng đôn đốc cháu chuẩn bị từ thứ hai trở đi học cho tốt. Dù nghèo đến đâu chăng nữa cũng phải đặt mục đích đi học là hàng đầu. 100% các cơ sở giáo dục đã tận dụng thời gian vàng trong việc chuẩn bị mọi điều kiện để đón học sinh trở lại sau kỳ nghỉ Tết đầy đủ và đảm bảo an toàn. Thời gian tới thì phòng giáo dục và các nhà trường sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ, trong đó thì đặc biệt coi trọng việc phối hợp chặt chẽ thường xuyên với phụ huynh để kiểm tra sức khỏe của học sinh, không để bị động và bất ngờ đối với những mầm bệnh và ca bệnh
tại các cái trường học. Chúng tôi cũng đặc biệt lưu tâm đến việc tổ chức thực hiện ăn ở bán trú tại các trường học, tăng cường hơn việc hướng dẫn và giáo dục cho các em học sinh những cái kỹ năng trong việc phòng chống dịch COVID-19 và biết tự chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho bản thân. Để bảo đảm an toàn trường học, tất cả các trường hợp học sinh, giáo viên, nhân viên trường học có biểu hiện ho, sốt, khó thở được yêu cầu không đến trường và chủ động tự test nhanh hoặc liên hệ với cơ sở y tế để được xét nghiệm, tư vấn, hỗ trợ y tế kịp thời. Tuyệt đối không để dịch lây lan diện rộng trong các cơ sở giáo dục. Quyết tâm giữ vững hình ảnh Quảng Ninh là một địa phương điển hình trong việc đưa học sinh tới trường học, lớp học an toàn, có kiểm soát để được hưởng nhiều nhất những lợi ích mang lại từ việc học trực tiếp. Để đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc vào chiều nay, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu vụ thị trường trong nước tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu chủ động nguồn cung trong mọi tình hình, bảo đảm phục vụ sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân doanh nghiệp. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương, công khai nguồn cung xăng dầu, giá bán. Các doanh nghiệp đầu mối và doanh nghiệp phân phối cam kết phải có trách nhiệm cung ứng đủ nguồn xăng dầu cho các đại lý và các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Nếu vi phạm sẽ bị đình chỉ hoạt động, thậm chí là thu hồi giấy phép kinh doanh theo thẩm quyền nếu tiếp tục tái phạm. Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Bộ Tài chính điều hành giá xăng dầu, bám sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, phù hợp với diễn biến cung cầu xăng dầu trong nước. Tại Quảng Ninh hiện có 5 doanh nghiệp đầu mối, 8 doanh nghiệp phân phối và 114 doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu đang hoạt động. Qua kiểm tra trên địa bàn tỉnh, trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, không phát hiện trường hợp nào tự ý ngừng bán, găm hàng, trục lợi. Sáng nay, mùng 9 tháng Giêng, tại chùa Ngoạ Vân, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh phối hợp với thị xã Đông Triều tiến hành các nghi lễ tâm linh Xuân Nhâm Dần 2022. Các tăng ni Phật tử và lãnh đạo nhân dân địa phương thành kính dâng hương tưởng nhớ sự nghiệp và công đức to lớn của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, vị vua anh hùng của một triều đại anh hùng. Người đã lãnh đạo quân dân nhà Trần hai lần chiến thắng giặc Nguyên Mông xâm lược, bảo vệ non sông bờ cõi Đại Việt. Ở đỉnh cao danh vọng, Ngài đã nhường ngôi cho con, chuyên tâm theo đuổi sự nghiệp tu hành và đã hợp nhất các dòng thiền, sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, dòng thiền thuần Việt có tư tưởng nhập thế gắn đạo với đời. Yên Tử là nơi Phật Hoàng tu hành, giảng pháp, độ tăng và Ngoạ Vân là nơi kết thúc trọn vẹn quá trình tu luyện và thành Phật của Ngài vào ngày 1 tháng 11 âm lịch năm 1308. Theo thông lệ, Hội Xuân Ngoạ Vân được khai mạc vào ngày 9 tháng Giêng hàng năm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đây là năm thứ ba chùa Ngoạ Vân không mở hội theo truyền thống và chỉ thực hiện các nghi lễ tâm linh tưởng nhớ Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông và cầu quốc thái dân an. Các nghi lễ hạn chế số lượng người tham gia, thực hiện theo mô hình nhỏ, bảo đảm trang nghiêm, thành kính, tuân thủ đầy đủ yêu cầu phòng chống dịch. Đây là lần đầu tiên em đến với chùa An Ngoạ Vân ạ. Em thấy là công tác phòng chống dịch và ý thức tự phòng tránh của du khách hành hương cũng rất là tốt ạ. Thế nên là đến đây em cũng rất là yên tâm ạ. Cùng với cái việc công tác thông tin tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, thì cái việc đảm bảo công tác phòng chống COVID trên địa bàn của thị xã nói chung cũng như là công tác phòng chống dịch bệnh COVID tại các di tích, điểm di tích nhà Trần thì cũng đã được đảm bảo. Hành hương về Ngoạ Vân, thánh địa của Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam ngày đầu xuân là dịp để người dân, Phật tử, du khách dâng hương tri ân công đức to lớn của Phật Hoàng Trần Nhân Tông và tôn vinh những giá trị tư tưởng của Thiền phái Trúc Lâm. Chùa Am Ngoạ Vân, nơi Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn, đã trở thành điểm đến tâm linh mỗi độ Tết đến xuân về. Với quyết tâm giao quân đủ số lượng đảm bảo chất lượng, tại các địa phương trong tỉnh, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp đã hoàn thành tốt các khâu, các bước trong công tác tuyển quân. Còn đối với các thanh niên trúng tuyển Nghĩa vụ Quân sự cũng đang rất háo hức chào đón ngày hội tổng quân. Ngày 16 tháng 2 tới đây, Nguyễn Hải Đăng sẽ cùng hàng nghìn thanh niên tỉnh Quảng Ninh chính thức lên đường nhập ngũ. Háo hức, xen lẫn cả hồi hộp, chàng thanh niên trẻ tình nguyện viết đơn xung phong nhập ngũ này tràn đầy sự quyết tâm sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ khi đứng trong hàng ngũ quân đội. Khi vào môi trường quân đội rèn luyện thì sẽ được
con người sẽ được rèn luyện trưởng thành chín chắn hơn ạ. Và do vậy thì tôi đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ lần này ạ. Khi cháu viết đơn lên đường nhập ngũ thì gia đình cũng rất là vui vì là cũng đây là nghĩa vụ của công dân này. Thì mong con lên đường nhập ngũ hoàn thành nhiệm vụ. Trước ngày thanh niên nhập ngũ, chính sách hậu phương quân đội đối với thanh niên và gia đình thanh niên trúng tuyển nhập ngũ được các cấp trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện. Năm nay, các địa phương trong tỉnh đã tặng hàng nghìn phần quà cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự và thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2022. Các cấp cơ sở từ thôn, khu, xã, phường, huyện, thị xã, thành phố, công ty, doanh nghiệp đều thăm hỏi tặng quà cho thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ. Hội đồng nghĩa vụ quân sự của các xã phường, hội đồng nghĩa vụ quân sự của thành phố đã làm tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm chất lượng tốt đúng theo quy định. Đồng thời, hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố cùng với hội đồng nghĩa vụ quân sự của các xã phường đã làm tốt công tác quan tâm, chăm lo, động viên đối với các công dân chuẩn bị nhập ngũ. Tính đến thời điểm hiện tại thì mỗi công dân chuẩn bị tham gia nhập ngũ đều có một phần quà nhỏ từ 3 đến 5 triệu đồng. Ngày hội của thanh niên cả nước lên đường thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc đang đến rất gần. Với sức trẻ, sự nhiệt huyết, tinh thần quyết tâm và trách nhiệm với quê hương đất nước, thanh niên tỉnh Quảng Ninh đã sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Chương trình thời sự hôm nay của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.